Ok anh em, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận biết một cái viên pin pha ke OEM ha. Thì rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần gắn pin vào máy bay và chọn cập nhật firmware ha anh em. Đó, anh em chọn cập nhật firmware như mình ha. Và khi cái viên pin của anh em nó nè, trên cái máy bay mà nó nháy nháy hai đèn như thế này thì là pin nó đang vào chế độ cập nhật firmware ha anh em. Và nếu như anh em cập nhật firmware thất bại thì 99% là pin này là pin pha ke ha. Đó, thông báo cập nhật firmware thất bại ha. Và để chắc ăn, mình sẽ thử tắt máy, khởi động lại và cập nhật lại thêm một lần nữa nha anh em. Đó, khi anh em cập nhật thất bại thì tất cả các thông số của pin nó sẽ biến mất nha. Thì cái này cũng bình thường thôi, nói chung cũng không phải là vấn đề quan trọng, nhưng mà bây giờ để ý chắc ăn thì mình sẽ cập nhật firmware nó lại một lần nữa nghe, mình tắt nguồn và khởi động lại, sau đó tiến hành cập nhật firmware một lần nữa. Nếu như vẫn tiếp tục thất bại thì cục pin này là 99% là pin pha ke ha, vì pin pha ke không có sử dụng cái mạch của hãng cho nên là việc cập nhật firmware nó sẽ thất bại. Và đương nhiên là một số pin pha ke hiện tại đã bị hãng nó fix cho những cái dòng máy mới ha, và pin pha ke nó sẽ không thể sử dụng để bay được nữa, nó có thể trở thành một cái cục chặn giấy, một cái cục gì đó để anh em cầm tay cho vui ha, và không thể tiếp tục sử dụng được nữa nha. Rồi thì mình đã cập nhật hai lần và đều thất bại hai lần hết anh em. Tiếp theo là mình bỏ vào trong cái phần mềm sửa pin ha, và đọc cái thông tin của nó ha, và anh em có thể thấy là những cái thông tin nó đọc ra rất là kỳ lạ ha, rất là kỳ lạ. Nếu anh em nào có làm pin, anh em nào có biết về việc sửa pin và phần mềm thì anh em có thể thấy là những thông tin nó đọc ra từ cái viên pin pha ke là những cái thông tin mình không thể nào hiểu được nha anh em. Đó, ở bên bit register thì nó cũng đọc ra những cái thứ không thể hiểu được luôn. Và pin pha ke nó là như vậy đó anh em. Những thông tin nó toàn bộ là những thông tin giả mạo hết. Nó chỉ bao gồm những thông tin cơ bản, ví dụ như là điện áp, nhiệt độ ha, vân vân. Chứ nó không có những cái thứ khác của một viên pin chính hãng ha. Tất cả những tính năng bảo vệ pin nói chung là nó sẽ không có nha, nó chỉ có tính năng cơ bản là bật máy bay, dùng để sạc pin, vân vân hết. Và tiếp theo là để chắc ăn cho cái việc là viên pin này có phải là một viên pin pha ke hay không thì mình đã lấy cái số serial number của nó và đưa vào trang chủ của DJI để check coi là nó có phải là một viên pin chính hãng, một viên pin có thật không. Thì anh em có thể thấy là khi mình check cái số DJI Battery SN là DJI Battery Serial Number thì check ở trên hãng nó đã không có tồn tại cái số này nhé anh em, không có tồn tại cái mã SN, tức là viên pin này là một viên pin giả hoàn toàn hết anh em. Đó, một viên pin giả nha, không có thông tin ở trên cái hãng luôn. Và tại sao họ lại làm như vậy? Đơn giản là vì họ không muốn cái máy bay của chúng ta check ra được cái nguồn gốc của viên pin ha, cho nên là họ sử dụng một cái mã serial number giả ha. Và đây là cục pin plus, anh em có thể thấy là phần design capacity nó để là 2130 ha, và max error là 0%, nó rất là kỳ lạ nha anh em. Thông thường á thì cái capacity ví dụ pin pin này là plus thì nó sẽ là 3850 và cái max error thông thường sẽ là 1%, còn viên pin này thì nó để là 2130 và max error là 0%. RSOC và ASOC nó cũng rất là kỳ lạ luôn nha. Nói chung là nó là viên pin giả, giả mạo về thông tin nha. Anh em sẽ không thể nào can thiệp gì vào được cái viên pin này nếu như viên pin nó hư hỏng và một viên pin đã đến tay của mình với tình trạng là phù seo, cạn kiệt năng lượng, thì viên pin đó là một viên pin giả
và có thể thấy là cái mạch điện của nó không có chức năng bảo vệ seal, nó để cho seal xả cạn kiệt và phù seal luôn ha. Còn với một cái viên pin mà sử dụng cái mạch pin chính hãng thì nó sẽ không có chuyện này xảy ra hết anh em. Bằng chứng cho thấy đó là pin của Mini 3, Mini 3 Pro là từ cái lúc sản xuất cách đây khoảng 2 năm về trước đến bây giờ thì chưa có một viên pin nào phù, ngoại trừ những viên pin bị tai nạn, rơi rớt, rơi nước, vân vân thì nó mới hư hỏng.